Vấn tin liên quan thì dân làng Đồng Tâm thả 18 cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin. Người dân và tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào hôm thứ Ba đã thả hơn nửa số viên chức cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin trong một vụ tranh chấp đất đai. Có 18 người đã được thả ra và 20 người khác còn đang bị giữ lại. Dân làng đang trông chờ Chủ tịch Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung xem xét những khiếu nại của họ về việc các chính quyền xã và huyện thu hồi đất đai bất hợp pháp. Trong khi có tin tức nói rằng bốn dân làng bị bắt vào hôm thứ Bảy đã được thả ra vào hôm thứ Hai, thì Thành ủy Hà Nội vào hôm thứ Ba công bố một tài liệu tuyên bố người dân tại xã Đồng Tâm đã phạm luật và phải bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị, do đảng Cộng sản đương quyền không công nhận quyền tư hữu đất đai, những vụ tranh chấp đất đai ở Việt Nam xảy ra ngày càng nhiều khi các viên chức chính quyền lợi dụng chức vụ để cưỡng đoạt đất đai bao đời nay của nông dân. Giới truyền thông quốc tế chú ý đến vụ bắt giữ ông Lê Đình Kình, 83 tuổi, người được xem như là một nhà lãnh đạo cộng đồng. Một người dân làng cho biết rằng nhà cầm quyền đã tạo ra những đoạn video gọi ông Kình là người xấu, nhưng ngay cả con nít trong làng cũng biết ông là một người rất tốt. Theo luật sư Nguyễn Văn Luân, thì người đang đại diện cho dân làng là ông Kình hiện nay đang ở trong bệnh viện vì bị đánh gãy ống chân. Thương tích trầm trọng này xảy ra trong lúc cảnh sát cơ động bắt giữ ông vào hôm thứ Bảy tuần trước.